Quý khán giả đang tiếp tục với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp hôm nay của đài IBC với phần trình bày của sư ngôn viên Bảo Khanh và Tuyết Nha. Thưa quý vị, kế đến là tường trình liên quan vụ cháy phà Philippines. Lực lượng tuần duyên cho biết 7 người thiệt mạng sau khi chiếc phà cao tốc chở 134 người bốc cháy vào ngày thứ hai tại Philippines với 7 hành khách vẫn đang mất tích. Chiếc phà Mekraft 2 của Philippines bị cháy vào 6 giờ rưỡi sáng khi đang đi từ thị trấn Polillo thuộc đảo Polillo đến thị trấn cảng Rio, tỉnh Quezon, cách thủ đô Manila gần 176 cây số về phía đông nam. Phà chở 134 hành khách và thủy thủ đoàn. Theo nhân chứng, ngọn lửa bùng phát buộc nhiều hành khách phải nhảy xuống biển. Còn theo cơ quan truyền thông, ngọn lửa xuất phát từ buồng máy là một đội điều tra tìm hiểu kỹ nguyên nhân như thế nào. Vẫn theo lực lượng tuần duyên, họ nói 5 phụ nữ và 2 người đàn ông tử vong, ít nhất 23 người bị thương được điều trị tại bệnh viện. Tổng cộng 120 người được cứu và 7 người mất tích. Ricky Public là nhân viên vòng quản lý tai nạn ở thị trấn Rio cho biết, chiếc phà đã gặp tai nạn ở vị trí cách cảng chừng 7 cây số, ngọn lửa được kiểm soát, xác phà cháy cũng được kéo vào bờ. Philippines là nước gồm 7.000 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau, gặp khó khăn với hệ thống giao thông đường biển kém khi việc quản lý tàu thuyền thiếu chặt chẽ, dễ xảy ra tình trạng quá tải và tai nạn. Những vòng vàng ở McDonald's được gỡ xuống khỏi Moscow. Các công nhân đã gỡ bỏ bảng hiệu Golden Age của một nhà hàng McDonald's ở phía bắc của Moscow vào hôm thứ Hai. Giai đoạn đầu tiên của quá trình đổi thương hiệu của các nhà hàng với hình thức ăn nhanh của McDonald's đã bắt đầu ở Nga chỉ vài ngày sau khi công ty này đã công bố kế hoạch rút lui. Chuỗi cửa hàng burger lớn nhất thế giới đang bán các nhà hàng của mình ở Nga cho một trong những công ty đã được cấp phép tại địa phương, và công ty này sẽ đổi tên thương hiệu dưới một cái tên mới chưa được công bố. McDonald's đã kết thúc hơn 3 thập niên hiện diện tại quốc gia này, và McDonald's cũng cho biết là họ sẽ giữ lại các nhãn hiệu của mình. Những mái vò màu vàng vẫn còn nổi bật trên mặt đất bên ngoài của nhà hàng ở Khimki, là một thị trấn gần Moscow. Không rõ liệu công việc xóa logo khỏi các chi nhánh khác trên toàn quốc đã được tiến hành hay chưa. Vào hồi tháng 3, McDonald's cũng đã quyết định đóng cửa các nhà hàng của mình tại quốc gia này, bao gồm cả địa điểm ở quảng trường Pushkin ở trung tâm Moscow, nơi từng là biểu tượng của chủ nghĩa tư bản Hoa Kỳ hưng thịnh trong đống than hồng đang hấp hối của Liên Xô. Sự ra đi của McDonald's là một trong những điều quan trọng nhất cho đến nay đối với những gì mà Nga gọi là hoạt động đặc biệt của họ ở nước láng giềng Ukraine. Apple có thể cân nhắc chuyển dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc qua Việt Nam. Apple có thể cân nhắc việc chuyển một phần dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc sang Ấn Độ hoặc Việt Nam vì những khó khăn liên quan tới việc chính sách Zero Covid ở Trung Quốc. Theo Wall Street Journal loan tin, thì Apple đang thúc giục các hãng gia công tìm cách chuyển sản xuất sang những nước khác vì tình trạng phong tỏa kéo dài vì COVID-19 tại Trung Quốc. Hiện nay, hơn 90% sản xuất của Apple ở Trung Quốc, chỉ có một phần nhỏ dây chuyền là Ấn Độ ở Việt Nam. Hai nước được xác định là tiềm năng cho việc chuyển sản xuất của Apple. Việc Apple dịch chuyển khỏi Trung Quốc theo nhận định chuyên gia có thể khiến cho các hãng Hoa Kỳ nối đuôi theo. Ngoài vấn đề về chính sách Zero Covid, thì việc Trung Quốc từ chối lên án Nga xâm lược Ukraine cũng được cho là nguyên nhân khiến nhiều công ty Hoa Kỳ tránh làm việc ở Trung Quốc. Năm ngoái, hãng Foxconn là hãng gia công hàng lớn nhất của Apple nhận được giấy phép xây dựng nhà máy trị giá 270 triệu Mỹ Kim tại Bắc Giang. Đây là nhà máy sản xuất máy tính bảng MacBook và máy tính bảng iPad. Dự trù nhà máy sản xuất khoảng 8 triệu laptop và tablet mỗi năm. Apple cũng thúc giục Foxconn chuyển sản xuất qua Việt Nam vì những đứt gãy trong dây chuyền cung ứng từ Trung Quốc vì đại dịch COVID-19 mà ra. Giá xăng tại Việt Nam lập kỷ lục tăng cao mới. Giá một số mặt hàng xăng tại Việt Nam kể từ chiều ngày 23 tháng 5 tăng lên một mức kỷ lục mới. Cụ thể là mỗi lít xăng của E5 RON 92 đã tăng 680 đồng, mỗi lít xăng RON 95 tăng 670 đồng. Như vậy là giá xăng RON 95-3 đã lập kỷ lục cao mới, lên là 30.650 đồng một lít. Còn giá xăng của E5 RON 92 là 29.630 đồng cho mỗi lít. Ngoại trừ xăng RON 95-3 thì là loại phổ biến trên thị trường và được Liên Bộ Công Thương Tài chánh điều hành. Trên thị trường còn có loại xăng RON 95 IV đáp ứng tiêu chuẩn của Euro 4 tại vùng 1, đô thị thành phố lớn, lên mức là 30.750 đồng một lít. Ở vùng 2 tức là nông thôn, vùng xa, giá loại xăng này là 31.360 đồng một lít.
Riêng loại xăng RON 95 5 tiêu chuẩn của Euro 5 đã được các doanh nghiệp đầu mối của xăng dầu thông báo là giá bán mới lại đã vượt mức 31.000 đồng, ở mức là 31.250 đồng một lít. Lý do là giá xăng tăng được Liên Bộ của Công Thương Tài chính của Việt Nam nêu ra là vì thị trường xăng dầu trên thế giới 10 ngày qua có nhiều biến động lớn. Nguồn cung đã bị ảnh hưởng do cấm vận đối với các sản phẩm dầu mỏ từ Nga. Trong khi đó, thì lượng tồn kho dầu thô của Hoa Kỳ đã tiếp tục ở mức thấp. Từ đầu năm 2022 cho đến nay, xăng dầu tại Việt Nam đã trải qua 13 lần điều chỉnh giá, trong đó có 10 lần tăng và 3 lần giảm. Bản tin cộng đồng cho thấy học sinh gốc Việt tại Lido Sài Gòn thắng giải thưởng STEM toàn Hoa Kỳ. Hai nhóm học sinh gốc Việt trường trung học Westminster High School đã đoạt hai giải thưởng thuộc chương trình Science, Technology, Engineering and Math với một giải nhì toàn quốc và giải nhất tiểu bang California. Chiều thứ Ba 17 tháng 5, buổi phát thưởng và bằng khen cho hai đội thắng giải diễn ra ngay tại sân trường. STEM là một chương trình liên kết những ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học với nhau để cho các học sinh đam mê với những ngành này có cơ hội tập hợp với nhau nghiên cứu về những đề tài mình thích. Đội thắng giải nhì STEM toàn Hoa Kỳ gồm 4 học sinh lớp 11 là Katie Nguyễn, Ashley Nguyễn, Lynn Tram Nguyễn và Lillian Đoàn. Đề tài thắng giải của nhóm là kỹ thuật di truyền, một tập hợp vi khuẩn sinh vật siêu nhỏ, phân giải neonicotinoid bằng công nghệ CRISPR để tạo ra một thiết bị thăm dò chống lại tỷ lệ tử vong của ong được Toshiba Explorer Vision tài trợ. Quý vị vừa mới theo dõi bản tin cuối cùng trong phần tin tức tổng hợp buổi sáng ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và cũng xin cảm ơn các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này. Chúng tôi cũng xin chân thành tri ân đến tất cả quý ân nhân và quý mạnh thường quân đã liên tục đồng hành và ủng hộ cho Hội Từ Thiện Hoa Sen Việt kết nối từ tâm. Mọi chi tiết xin mời quý vị đón xem trên đài IBC hoặc qua trang Facebook Hoa Sen Việt. Quý vị cũng có thể liên lạc tới số điện thoại quen thuộc là 714-892-5400. Sự ngôn viên Bảo Khanh và Tuyết Nha xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý vị vô lượng an lạc.